Xin chào cả nhà, video này thì em Hà Phương dành riêng cho các mẹ mà đang có mong muốn có một em bé. Vâng, vậy thì chúng ta cũng biết rằng con được sinh ra từ tinh cha và huyết mẹ. Tinh cha phải khỏe và huyết mẹ phải tốt thì khi đó mới cho ra đời một cái em bé hoàn thiện, mới cho ra đời một cái em bé hoàn hảo, khỏe mạnh và thông minh, phát triển vượt trội, đúng không ạ? Vậy thì cái điều gì chúng ta nghĩ rằng là em bé của chúng ta sinh ra được khỏe mạnh ạ? À vâng, đúng rồi. Thì cái điều đầu tiên đó là để muốn có một cái em bé khỏe mạnh thì chúng ta cần phải người cha, người mẹ đó phải khỏe trước, đúng không ạ? Vậy thì nếu như mà người cha, người mẹ đó, người cha không đủ tinh trùng, người mẹ không đủ huyết thì có thể cho ra một cái em bé hoàn thiện hay là có thể cho ra một cái em bé khỏe mạnh, vượt trội được không ạ? Cái điều đó là chắc chắn không thể. Chúng ta không thể nào mà cho ai đó cái gì mà chúng ta không có. Nếu như bạn là người đang gặp về cái vấn đề về sức khỏe thì bạn đừng nên có em bé trong cái giai đoạn này. Hãy quay về, hãy chăm sóc cái sức khỏe của mình trước đi, hãy chăm sóc cái cơ thể của mình, chăm sóc cái người mẹ, cái người mà sẽ mang thai, sẽ mang con 9 tháng 10 ngày, cái người mà mang con 9 tháng 10 ngày đó phải là người khỏe mạnh, thì khi đó người mẹ mới đầy đủ cái khí huyết để có thể sinh ra một cái em bé khỏe mạnh, hoàn thiện. Chúng ta có muốn là chúng ta sinh ra một em bé mà suốt ngày ốm yếu, suốt ngày phải đi viện, rồi suốt ngày bị bệnh nọ bệnh kia không? Cái điều đó là chắc chắn không, đúng không ạ? Như thế thà không sinh ra còn hơn. Còn nếu như mà chúng ta sinh ra một em bé mà suốt ngày phải đi viện, suốt ngày ốm yếu, như thế chúng ta vừa mệt cả con này, vừa mệt cả chúng ta này, vừa ảnh hưởng đến rất là nhiều thứ, đúng không ạ? Vậy thì trước khi bạn có em bé, hãy chuẩn bị cho mình một cái sức khỏe tốt đi đã, thì khi đấy chúng ta mới hành trình có em bé. Vậy thì cái điều gì em bé sẽ đến với chúng ta nếu như chúng ta là một người mẹ đang mong mà ngóng có con? Cái điều đầu tiên đó là khi chúng ta đến một cái nhà ai đó, chúng ta muốn đến một cái ngôi nhà, chúng ta muốn ở trong một cái ngôi nhà sạch sẽ hay chúng ta muốn ở trong một cái ngôi nhà bẩn thỉu ạ? Đúng rồi, chúng ta chắc chắn là con của chúng ta cũng như chúng ta thôi. Chúng ta muốn đến và muốn ở trong một cái ngôi nhà sạch sẽ, chứ không đời nào mà chúng ta lại thích ở trong cái ngôi nhà bẩn thỉu, đúng không ạ? Vậy thì cái tử cung, tại sao lại gọi là tử cung? Cái tử cung của người mẹ nó chính là cái ngôi nhà mà con của chúng ta sẽ ở trong đó 9 tháng 10 ngày, đúng không ạ? Thì cái việc dọn nhà để đón con là cái điều đầu tiên. Đó là chúng ta cần phải dọn nhà đón con, cần phải thanh lọc và đào thải những cái làm mới, làm sạch sẽ cái cơ thể của chúng ta từ bên trong cơ thể cho đến... Đặc biệt đó là cái tử cung của chúng ta, là nơi mà con chúng ta sẽ ở đó 9 tháng 10 ngày và sẽ lớn lên và phát triển ở đó, đúng không ạ? Vậy thì khi mà cái cơ thể của chúng ta được khỏe mạnh, khi cái cơ thể của chúng ta được sạch sẽ, khí huyết nó được lưu thông, thì cái việc mà dẫn truyền đưa những cái chất vitamin, những cái khoáng chất, những cái thuốc bổ để mà nuôi cho con, nuôi cho cái bầu thai, nuôi cho cái thai nhi được được phát triển được tốt hơn, thì cái điều đó là diễn ra một cách rất là lưu thông, đúng không ạ? Rất là tốt. Còn nếu như mà cái cơ thể của chúng ta mệt mỏi này, cơ thể của chúng ta đầy độc tố này, cơ thể của chúng ta đầy những cái chất bẩn, những cái rác thải, thì cái việc mà đưa những cái vitamin hay là khoáng chất để mà nuôi thai nhi thì cái điều đó nó bị hạn chế. Cho nên là cái việc đầu tiên đó là chúng ta cần phải thanh lọc và đào thải cơ thể của chúng ta, làm vệ sinh sạch sẽ cái tử cung của chúng ta, cái nơi mà con của chúng ta sẽ ở đó 9 tháng 10 ngày. Vâng. Và cái điều thứ hai mà em và Phương muốn nói đến đó là chúng ta thích ở gần những cái con người mà vui vẻ hay là chúng ta thích ở gần những cái con người mà suốt ngày cáu gắt, uể oải, mệt mỏi, buồn bã, buồn phiền ạ? Đúng rồi, chắc chắn là chúng ta thích ở gần những cái con người mà vui vẻ, hay cười, vui tươi, tràn đầy năng lượng. Chứ còn chúng ta chắc chắn là chúng ta không thích ở gần những cái người mà suốt ngày cáu gắt, suốt ngày đổ lỗi, suốt ngày mệt mỏi, suốt ngày kêu than, đúng không ạ? Vậy thì cái điều gì con của chúng ta đến với, chúng ta đang mong ngóng con, chúng ta đang muốn con đến với chúng ta ấy, thì chúng ta cần phải là cái người mẹ mà con muốn ở gần, đúng không ạ?
Chúng ta phải là cái người mẹ mà luôn luôn vui vẻ, cái người mẹ luôn luôn tích cực, cái người mẹ luôn luôn tràn đầy năng lượng, vui tươi, vui vẻ, tích cực, tràn đầy năng lượng. Thì khi đấy con chúng ta, cái người mẹ này luôn luôn vui vẻ, cái người mẹ này luôn luôn tràn đầy năng lượng, cho nên là con nó mới muốn đến gần chúng ta. Đấy là cái điều thứ hai đó. Thì cái việc đầu tiên đó là chúng ta cần phải vệ sinh, chúng ta cần phải thanh lọc cơ thể, làm sạch hết cả từ ở bên trong cơ thể lẫn đến cái nơi mà con sẽ ở. Và cái điều thứ hai đó là chúng ta cần phải có một cái năng lượng thay đổi cái suy nghĩ, lời nói và hành động bằng cái việc là hãy cười nhiều lên mỗi sáng. Có một cái câu nói mà chắc chắn ai cũng đã nghe rồi, một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Thay vì bạn đi uống thuốc bổ mỗi ngày, mỗi buổi sáng, dành ra cho em mà Phương chỉ 2 phút thôi, nhìn vào gương và cười cho em mà Phương 10 lần, 10, một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ, thì bạn hãy cười 10 lần thì sẽ được 100 thang thuốc bổ, đúng không ạ? Thế vậy thì bằng mỗi buổi sáng hãy nhìn vào gương và cười cho em mà Phương 10 lần như thế, thì chắc chắn bạn là một cái người mẹ, chắc chắn là con sẽ muốn đến gần. Và cái việc thứ ba đó là bạn cần phải thay đổi cái thói quen là hãy tập thể dục đi. Thì đây là một, có một cái bài tập mà tốt cho cái âm đạo, tốt cho cái tử cung, tốt cho cái bộ phận sinh sản, đó là hãy bằng mỗi buổi sáng trên giường ngủ dậy, chỉ cần lúc bạn mở mắt thôi, chưa ra khỏi giường, và nằm ngửa như thế, đạp xe cho em, đạp xe, nằm ngửa đạp xe cho em như thế trong vòng cứ mỗi ngày đạp cho em 300 vòng, mỗi ngày đạp cho em 300 vòng. Thì khi mà chúng ta đạp xe như thế là khi chúng ta đang tập thể dục cho cái tử cung của chúng ta, đang làm sạch, làm mới, làm khỏe cái tử cung của chúng ta. Khi chúng ta tập thể dục cho cái tử cung ấy, thì cái tử cung của chúng ta được khỏe mạnh, có sức đề kháng, thì nó sẽ chống lại các cái bệnh viêm nhiễm, đúng không ạ? Vậy thì khi chúng ta đạp tập thể dục như thế thì làm cho cái tử cung của chúng ta khỏe mạnh, thì cái việc mà con của chúng ta đến với mình ấy là một cái cách dễ dàng. Và kể cả khi con đến với mình, khi chúng ta tập thể dục như thế thì chúng ta có một cái tử cung nó khỏe, thì cái việc mà trong cái quá trình chúng ta mang bầu ấy, thì chúng ta không bao giờ lo cái vấn đề về sảy thai hay là cái gì hết, nó rất là khỏe luôn. Thì có 3 cái điều lưu ý. Cái việc đầu tiên đó là chúng ta cần phải sử dụng cái bộ phụ khang bà thông để chúng ta thanh lọc và đào thải, bằng cái việc là chúng ta, việc đầu tiên đó là chúng ta uống cái điều huyết để cho nó thanh lọc và đào thải, cân bằng lại nội tiết từ bên trong cơ thể, giúp cho cái cơ thể của chúng ta được lưu thông khí huyết, đào thải những cái huyết cũ, những cái cặn bẩn, những cái máu cục máu hòn ở bên trong cơ thể, và điều tiết lại cái nội tiết của chúng ta. Cái thứ hai đó là chúng ta cần phải đặt viên kén để vệ sinh ở ngay cái tử cung của chúng ta, cái vệ sinh, làm sạch, làm mới cái ngôi nhà mà con chúng ta sẽ ở đó 9 tháng 10 ngày, thì chúng ta đặt cái viên kén này vào để cho nó vệ sinh, làm sạch và làm mới cái ngôi nhà của con. Và cái thứ ba, chúng ta phải ngâm sông Hồng Âm để cho nó làm mềm, phục hồi và làm mới lại cái bộ phận sinh sản của chúng ta. Như thế thì chắc chắn là chúng ta sẽ có một cái cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh, hoàn toàn sạch sẽ, và như thế con của chúng ta chắc chắn sẽ muốn đến với mình. Và cái điều thứ hai đó là bằng cái việc là than vãn, kêu than khổ sở, mệt mỏi, uể oải, thì hãy thay bằng cái năng lượng là vui tươi, vui vẻ và cười nhiều hơn mỗi ngày, bằng cái việc mỗi buổi sáng, mỗi khi thức dậy và đánh răng, hãy cười cho em mà Phương 10 lần như thế mỗi ngày. Và cái điều thứ ba đó là mỗi buổi sáng khi mà mở mắt ra, đang nằm trên giường, đạp xe đạp cho em, vận động cho em để làm cho cái âm đạo, để làm cho cái tử cung được khỏe hơn. Như thế thì chắc chắn bạn sẽ có một cái em bé khỏe mạnh, bạn sẽ có một cái em bé thông minh và phát triển vượt trội ngay từ trong bụng mẹ. Và muốn có một cái em bé khỏe mạnh, thông minh và phát triển vượt trội ngay từ trong bụng mẹ, thì người mẹ phải là người mà khỏe mạnh trước. Người mẹ phải là người có kiến thức về nuôi dạy con, có kiến thức về chăm sóc sức khỏe, và người mẹ phải là người có cái truyền cảm hứng để cho con mình phát triển, đúng không ạ? Chứ còn con không bao giờ thích đến với những cái người mà uể oải, những cái người thiếu hiểu biết đâu. Cho nên bạn muốn có một cái em bé khỏe mạnh, thông minh và vượt trội thì hãy ngay bắt đầu từ hôm nay, hãy thay đổi cái thói quen, thay đổi cái lời nói và hành động và suy nghĩ của mình ngay từ hôm nay. Và
Nếu những chị em nào mà đang mong muốn mình có một em bé đang trong cái quá trình đi tìm con ấy, thì hãy inbox ngay cho em Hà Phương để em Hà Phương có thể đồng hành cùng các bạn. Và cái điều quan trọng nhất đó là cái niềm tin, và tôi tin rằng tôi đồng hành với Hà Phương thì chắc chắn là tôi sẽ có một cái em bé khỏe mạnh và thông minh. Tôi tin rằng tôi sử dụng cái bộ phụ khang này, tôi chắc chắn là tôi sẽ có một em bé tự nhiên đó. Và tôi tin rằng với cái sự kiên trì, kiên nhẫn và kiên định của mình, tôi sẽ đạt được cái kết quả rất là tuyệt vời. Thì cái kết quả nó chỉ đến với những người có niềm tin, có cái sự chân thành, có cái tình yêu thương và có cái sự thay đổi thôi. Kiên trì, kiên định, kiên nhẫn cộng với niềm tin nữa thì em Hà Phương tin chắc chắn 100% rằng bạn sẽ đạt được những cái điều mà bạn mong muốn. Thì em Hà Phương xin chúc cho tất cả những tình yêu mà đã được em Hà Phương đồng hành và có em bé rồi, thì xin chúc cho các mẹ luôn luôn khỏe mạnh để nuôi dạy những cái em bé đó được phát triển vượt trội, để thông minh, ngoan ngoãn và khỏe mạnh. Và thứ hai, nếu như bạn là những cái bà mẹ mà đang mong ngóng có con thì hãy inbox ngay cho em Hà Phương hoặc là để lại số điện thoại cho em Hà Phương. Em Hà Phương cam kết sẽ đồng hành cùng bạn và chắc chắn em Hà Phương sẽ cho bạn một cái sức khỏe rất là tuyệt vời và cho bạn khỏe từ thân, tâm và trí. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.